kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chương trình là một số tin tức đáng chú ý. Có thể thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 kịch tính nhất bởi nó diễn ra trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử với một loạt diễn biến khó lường. Và các sản phẩm ăn theo tên tuổi của hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng cũng rất đắt khách. Sau khi ông Joe Biden được giới truyền thông đưa tin là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần trước, xưởng sản xuất mặt nạ nhỏ ở phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã chuyển sang tập trung sản xuất mặt nạ của ông do nhu cầu ngày càng gia tăng tại đây. Mới đây, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Vụ phóng được thực hiện từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral thuộc bang Florida của Mỹ. Ba nhà du hành của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gồm Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker cùng nhà du hành người Nhật Bản Soichi Noguchi đã có mặt tại ISS sau 27 giờ kể từ khi khởi hành. Thưa quý vị, mới đây, Ai Cập công bố đã phát hiện ít nhất 100 quan tài có niên đại 2.500 năm và khoảng 40 bức tượng mạ vàng được khai quật tại khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại mang tên Saqqara Necropolis gần Cairo. Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập Mustafa Wazari cho biết hầu hết các quan tài đều vẽ hình rất rõ nét và giống hình người. Tất cả đều được tìm thấy dưới các hầm chôn chưa từng được mở trong 2.500 năm qua. Một số quan tài có chứa xác ướp bên trong. Điều khiến cho khám phá này trở nên đặc biệt đó là một số lượng lớn quan tài được phát hiện. Ngoài ra, tình trạng của các quan tài này rất tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với 59 quan tài được phát hiện trước đây. Điều này có nghĩa là những người chết trong quan tài được phát hiện lần này có địa vị cao hơn. Các nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy những chiếc quan tài mới được phát hiện thuộc về các linh mục, quan chức hàng đầu và giới thượng lưu từ khoảng vương triều Ptolemaic của Ai Cập cổ đại. Những quan tài này được trưng bày tạm thời tại cuộc triển lãm dưới chân của kim tự tháp bậc thang Djoser nổi tiếng ở Saqqara. Các quan tài mới được phát hiện cùng với các xác ướp và đồ tạo tác liên quan dự kiến sẽ được trưng bày tại bảo tàng Grand của Ai Cập vào năm tới. Thị trấn nhỏ bé Takigawa trên đảo Hokkaido của Nhật Bản thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều đàn gấu đi tìm kiếm thức ăn trước khi ngủ đông vào cuối tháng 11, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Để khắc phục tình trạng này, giới chức địa phương đã lắp đặt hai con robot mang tên sói quái vật để dọa đàn gấu tránh xa nhà cửa và gia súc. Sói quái vật của dân làng Takigawa có 4 chân, bộ lông bờm sờm, mắt phát sáng đỏ rực và chạy bằng năng lượng mặt trời. Khi bộ phận cảm biến chuyển động được kích hoạt, đầu của robot sẽ cử động, nháy đèn và phát ra nhiều tiếng động ầm ĩ. Ông Ota Seiki, người chế tạo robot sói quái vật, đã bán được 70 con trong 2 năm gần đây. Những con gấu thường trở nên hiếu động và nguy hiểm hơn khi đi tìm kiếm thức ăn trước kỳ ngủ đông vào cuối tháng 11. Từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra hàng chục vụ gấu tấn công người, đặc biệt ở vùng nông thôn. Hãng sản xuất xe hơi Clean Vision của Slovakia đã cho ra mắt sản phẩm mang tên E-Car, có khả năng biến hóa thần kỳ từ một chiếc ô tô đang chạy trên đường thành một chiếc ô tô bay trong vòng 3 phút. E-Car là thế hệ thứ 5 của dòng ô tô bay được Clean Vision phát triển. Nhà sản xuất cho biết chiếc xe mẫu có 2 chỗ ngồi với trọng lượng 1.100 kg và có thể mang thêm tải trọng 200 kg cho mỗi chuyến bay. Nó được trang bị động cơ BMW 1,6 lít, phạm vi di chuyển ước tính là 1.000 km với mức tiêu thụ cho việc bay khoảng 1,8 lít một giờ. Cánh sau có khả năng trượt để mở ra trước khi bay và thu gọn khi trở lại thành ô tô. E-Car cũng cần phải chạy đà 300 mét để có thể cất cánh. Hãng Clean Vision cho rằng đây là phương tiện mang lại nhiều tiện ích bởi nó có thể giúp người lái tránh được những cung đường tắc nghẽn vào giờ cao điểm và chỉ cần một bãi đậu xe bình thường chứ không phải một sân bay. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia là nơi sản xuất chất thải nhựa lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Vấn đề càng trầm trọng hơn tại Bali, điểm du lịch nổi tiếng thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Trong nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông ở hòn đảo này, hai cô gái trẻ đã khởi xướng sáng kiến tạm biệt túi ni lông cách đây gần một thập kỷ với hy vọng sẽ nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương về rác thải nhựa. Nhiều năm trước, khi cuộc khủng hoảng rác thải nhựa nổ ra, có một cô bé tên là Melati Wezen đã tích cực vận động cấm các loại túi ni lông ở Bali, hòn đảo mà cô lớn lên. Năm 2013, khi Wezen mới 12 tuổi, cô bé đã bắt đầu một sáng kiến xã hội mang tên tạm biệt túi ni lông
cùng với em gái Isabel Guizen, lúc đó mới chỉ 10 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch nhằm kêu gọi người dân Bali nói không với túi nhựa. Năm nay 19 và 17 tuổi, hai chị em gái Melati và Isabel Guizen, những người đã từng diễn thuyết tại Liên Hợp Quốc và tham gia nhiều sự kiện về môi trường quốc tế, đã trở thành cái tên quen thuộc ở Bali, nơi nhựa sử dụng một lần đã bị cấm kể từ tháng 6 năm 2019. Điều đã truyền cảm hứng cho chúng tôi thực sự bắt đầu hành trình tạm biệt túi ni lông chính là nơi chúng tôi đã lớn lên, ở đây trên hòn đảo Bali tuyệt đẹp này, nơi mọi người vẫn gọi là hòn đảo thiên đường. Và vì thế, chúng tôi hòa mình vào thiên nhiên trên những cánh đồng lúa, trên những ngọn núi. Nhưng đáng buồn là ngay cả khi mới lên 10 và 12 tuổi, chúng tôi đã thấy rằng dù đi đâu thì rác thải nhựa vẫn bao quanh mọi nơi. Đó thực sự là vấn nạn. Rác thải nhựa không phải là vấn đề của Bali, ở Indonesia, mà đó là vấn đề toàn cầu. Theo số liệu từ Bộ Công nghiệp Indonesia, nước này là quốc gia xếp thứ hai thế giới về gây ô nhiễm rác thải nhựa tại các đại dương trên thế giới, với việc mỗi người xả ra ít nhất 17 kg rác thải nhựa mỗi năm. Trong số đó, chỉ 10% số rác thải nhựa có thể được tái chế. Số còn lại nằm trong các bãi rác, rải rác trong môi trường công cộng hoặc kết thúc trên bờ biển và trong lòng đại dương. Việc cấm túi ni lông sử dụng một lần không nên để lâu những 6 năm, triển khai năng lượng tái tạo, tạo thuận lợi cho mọi người tiếp cận các giải pháp. Đó là những hành động mà chúng ta cần đạt được trên quy mô đại chúng. Chúng ta cần thấy nhiều nhà lãnh đạo tham gia hơn, những mục tiêu tham vọng hơn được thực hiện từ những người có ảnh hưởng. Và tôi cho rằng đây là nơi những người trẻ hướng đến. Khi chúng tôi nhận ra điều đó, chúng tôi có thể cảm nhận được điều này. Và đây cũng là lý do tại sao tôi tạo ra các cuộc thảo luận chung. Tại sao chúng tôi đến những phòng họp này để đòi hỏi những thay đổi lớn hơn, những mục tiêu tham vọng hơn? Chúng tôi thấy cần mục tiêu cao hơn và sớm hơn rất nhiều. Trong năm nay, mục tiêu của cô gái Guizen là hướng tới vận động 1.000 doanh nghiệp ở Bali cam kết giảm túi nhựa sử dụng một lần. Và cô đã nhận được cam kết từ hơn 350 công ty chỉ trong 3 tháng. Được đánh giá là một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất của châu Á, vẻ đẹp tự nhiên của thiên đường du lịch Thái Lan đã thu hút hàng triệu khách du lịch trên khắp thế giới đến tham quan mỗi năm. Mời quý vị cùng ghé thăm đất nước xinh đẹp này trong phần cuối chương trình ngày hôm nay. Thái Lan là một đất nước huyền bí, luôn để lại những ấn tượng sâu sắc với bất kỳ ai đã từng đặt chân đến đây. Đất nước Thái Lan thu hút du khách khắp thế giới không chỉ bởi sự hiếu khách, những nụ cười thân thiện, mà vẫn còn rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ. Du lịch khám phá Thái Lan, du khách không thể bỏ qua thành phố náo nhiệt, trung tâm mua sắm sầm uất Bangkok, như thiên đường mua sắm Pratunam, trung tâm Platinum Festival, Pantip Plaza, ông hoàng của những trung tâm điện máy. Bangkok là một thành phố nhộn nhịp và là một điểm đến tất yếu không thể thiếu cho một chuyến du lịch hoàn hảo đến Thái Lan. Nơi đây được coi là thành phố không ngủ với các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra suốt đêm, cùng hệ thống trung tâm mua sắm siêu thị nở rộ sầm uất. Du lịch Bangkok, du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật ấn tượng, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ kính. Đến với Thái Lan, du khách không thể không ghé hòn đảo Phuket xinh đẹp với bãi cát trắng mịn, rừng thông xanh mướt, thành phố Pattaya với cách hoạt động vui chơi giải trí như chèo thuyền, bơi lặn, xem bốc Thái và vẫn còn rất nhiều địa điểm du lịch Thái Lan mà du khách không thể không khám phá và bỏ lỡ. Khám phá chợ Danam Saduak, một trong những chợ nổi lâu đời nhất tại Thái Lan. Phục vụ khách du lịch là ưu tiên hàng đầu. Việc buôn bán của người dân chủ yếu diễn ra vào sáng sớm, khoảng từ 6 giờ, với những nông sản và các vật phẩm thiết yếu hàng ngày của người dân. Vé du lịch thường kèm theo phí đi thuyền máy trên sông, nhưng để đi dọc con kênh phải mất phí một lần nữa, khoảng 150 baht. Nổi tiếng với ngành công nghiệp du lịch, Thái Lan hiện là một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất khu vực với trung bình khoảng hơn 12 triệu lượt khách một năm. Chắc chắn với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hệ thống chùa chiền nguy nga tráng lệ, các lễ hội truyền thống đặc sắc sẽ khiến du khách hài lòng khi du lịch tại Thái Lan. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.